Kiếm đạo đệ nhất thần tập 83, máu tươi hiện ra màu sắc như tiên kim, trong suốt lấp lánh, cẩn thận cảm ứng, còn có thể phát hiện trong một luồng máu tươi kia ẩn chứa những tia đạo vận thần bí, tỏ ra cực không thể tưởng tượng, xẹt xẹt. Càng kinh người hơn là, một luồng máu tươi này không ngừng dãy dụa ở trong lòng bàn tay tô dịch, như có được sinh mệnh, lực lượng phóng ra càng cực kỳ cường đại, lấy đạo hạnh của tô dịch, cũng cần vận chuyển một thuật giam cầm tên gọi trưởng Trung Sơn Hà mới áp chế chặt chẽ một luồng máu tươi này cái này tựa như là máu của tiên thiên thần vật ẩn chứa một tia khí tức thần tính trong lòng tô dịch cũng cả kinh sau đó hắn liền nghĩ tới càng nhiều hơn nếu trong tu di sơn này tồn tại một loại tiên thiên thần vật ngược lại thực sự có thể ngăn cản được ám cổ chi cấm ăn mòn chẳng qua tiên thiên thần vật chính là chí bảo sinh ra trong bổn nguyên thế giới chỉ có thể gặp chứ không thể cầu giống như loại bảo vật này nếu lúc trước bị tu di thánh các nắm giữ, căn bản là không cần lo lắng ám cổ chi cấm ảnh hưởng, nhưng tu di thánh các lại bị diệt ở trong dòng sông năm tháng, điều này có chút khác thường, chẳng lẽ nói, tiên thiên thần vật trong tu di sơn này, vốn cũng không thuộc về tu di thánh các. Có chút thú vị, nơi đây tất nhiên giấu huyền cơ to lớn. Tuy chưa hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, nhưng phát hiện trước mắt, lại khiến lòng hiếu kỳ của tô dịch bị câu lên hắn lật tay hoàn toàn trấn áp một luồng màu vàng máu tươi kia, thu lại, tô huynh, vừa rồi là vật gì? Văn tâm chiếu hỏi, ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía tô dịch, nhất là đám người mai ngôn bạch, giống như tìm được trụ cột, bây giờ còn không xác định, nhưng đợi lát nữa có lẽ có thể gặp được. Tô dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía đám người mai ngôn bạch, nói, lấy thực lực các ngươi, vẫn là rút lui khỏi nơi này thì tốt hơn. Mai Ngôn Bạch cây đắng nói, chúng ta bị vây ở đây, dù muốn rời khỏi cũng không được. Tô dịch lấy ra một cái ngọc giảng trống, lấy thần niệm khắc ở trong đó một bản đồ tuyến đường, nói, dựa theo tuyến đường bên trên hành tẩu, liền có thể rời khỏi. Mai Ngôn Bạch vội vàng hai tay tiếp nhận, như lấy được chí bảo, cảm kích nói, đa tạ tô đạo hữu giúp đỡ, phong tử đô, càng vân và nếp ly cũng cùng nhau hành lễ, đa tạ tô đạo hưu. Ai cũng kích động vui sướng không thôi, thấy vậy, tô dịch không khỏi trêu chọc, ta đoạt bảo vật của các ngươi, giúp các ngươi cũng là nên. Đám người Mai Ngôn Bạch đều xấu hổ không thôi. Tô huynh, việc nào ra việc đó, lúc trước chính như ngươi nói, vốn là tranh đoạt cơ duyên, chẳng phân biệt đúng sai, chúng ta thua, giao ra bảo vật trên người cũng là đúng." Hít sâu một hơi, Mai Ngôn Bạch nói, "Mà lần này Tô huynh không tính toán hiền khích trước đó, chỉ điểm cho chúng ta một con đường sống, đại ân đại đức cỡ này, chúng ta cảm kích còn không kịp." nào còn có thể để ý chút chuyện không thoải mái trước kia. Đám người phong tử đô đều gật đầu không thôi, thấy một màn đám người mai ngôn bạch chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa, trong lòng bọn văn tâm chiếu cũng vui vẻ không thôi, có thể bớt một ít kẻ địch cùng đối thủ, tóm lại không phải chuyện xấu, đi thôi. Tô dịch không trì hoãn nữa, dẫn theo đám người văn tâm chiếu đang muốn tiếp tục tiến lên, càng vân đột nhiên mở miệng, hắn vẽ mặt do dự nói, tô đạo hữu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, trên đường kế tiếp nếu đạo hữu gặp được đậu khấu có thể cũng giúp nàng ấy một tay hay không trong đầu tôi dịch hiện ra hình tượng thiếu nữ quyến rũ kiều diễm kia cũng nhớ tới một loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy trời sinh đó của đối phương hắn lập tức nói nếu gặp được ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn càng vân âm thầm thở vào không người vái nói đa tạ đạo hữu rất nhanh đoàn người tôi dịch biến mất ở sâu trong sương mù mờ mịt Đám người Mai Ngôn Bạch thì cầm ngọc giảng tô dịch tặng cho bước ra ngoài Tu Di Sơn, một canh giờ sau, Tu Di Sơn, chỗ giữa sườn núi, đoàn người tô dịch thuận lợi đến nơi đây, chiếu vào mi mắt, là một quần thể kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đều sớm đã sụp đổ, hóa thành phế tích, phóng mắt chứng kiến, không có một ngọn cỏ, cảnh tượng tràn đầy điêu linh hoang vắng, nơi đây lúc trước chẳng lẽ từng xảy ra đại chiến thảm thiết hay sao? Văn Tâm chiếu giật mình nói, các Kim thất vọng nói: Mặc kệ từng xảy ra đại chiến hay không, loại địa phương quỷ quái rách nát này, đâu có thể nào giấu cơ duyên. Cơ duyên thứ bực này, nào phải tầm thường có thể thấy được, tô dịch ngẩng đầu nhìn chỗ cao, nói, chẳng qua, ta lại dám khẳng định, trong núi này có một cơ duyên lớn chưa ra đời. Nói xong, hắn bước về phía phế tích nơi xa, xuyên qua vùng phế tích này, có một con đường nhỏ thẳng tắp đi thông đỉnh núi, rộng chừng 10 trượng, bao trùm những tầng bậc đá màu đen. Khi bọn tô dịch đến, nhất thời liền nhìn thấy, trên bậc đá chỗ cực cao, đang có những trận đại chiến trình diễn, Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Khương Ly, Vũ Văn Thuật đám kỳ tài đương đại, phân tán ở trên bậc đá độ cao khác nhau, mỗi người bọn họ đều đang toàn lực ra tay, lấy ra bảo vật, ra sức chém giết, nhưng quỷ dị là, lại không nhìn thấy đối thủ của bọn họ. Giống như, bọn họ đang chém giết với không khí, cái này. Đám người văn tâm chiếu đều ngẩn ngơ. Đây là bậc đá thí luyện, mỗi một bậc đều bao trùm đại đạo chiến cảnh, bước lên đó, liền như tiến vào một mảng chiến trường, sẽ gặp phải đối thủ do đại đạo chiến cảnh biến thành. Tôi dịch liếc một cái liền nhìn ra nội tình những bậc đá này, bậc đá càng lên cao, phân bố đại đạo chiến cảnh càng mạnh, cái này cũng ý nghĩa, càng đi lên cao, đối thủ gặp được sẽ càng mạnh. Nói chung, chỉ có đạo thống hoàng cấp mới có thể mở ra thí luyện tràn như vậy, chuyên môn chuẩn bị cho truyền nhân tông môn lấy nó rèn luyện đạo hạnh cùng chiến lực của bọn họ. Đương nhiên, thí luyện tràng như vậy, cũng cực khảo nghiệm nghị lực, tâm hồn cùng trí tuệ của một tu sĩ. Rất nhiều thời điểm, khảo hạch nhằm vào đệ tử tông môn, cũng sẽ tiến hành ở nơi cỡ này, ví dụ như, xông qua số tầng bậc đá thí luyện khác nhau, có thể đạt được thân phận cùng địa vị tương ứng, cùng với phần thưởng hậu hĩnh vân vân, khi khảo hạch cùng sàng chọn đệ tử nội môn, chân truyền, trung tâm, quan môn, tương tự cũng có thể tiến hành ở trên bậc đá thí luyện này nghe xong bọn văn tâm chiếu đều hoàn toàn hiểu ra không khỏi nóng lòng muốn thử nơi như vậy ở bên ngoài hầu như sớm không thấy được nữa đối với bọn họ mà nói cái này cũng không khác gì tìm kiếm một nơi cơ duyên rèn luyện thực lực dù sao dựa theo cách nói của tô dịch chỉ có đạo thống hoàng cấp mới có năng lực mở ra thí luyện tràn như vậy cái này cũng liền ý nghĩa cho dù ở trên thương thanh đại lục ba vạn năm trước cũng chỉ có trong các thế lực hoàn cảnh đứng đầu mới có nơi tương tự cái này tự nhiên có thể xưng là một cơ duyên cũng là lúc này bọn văn tâm chiếu mới rõ đám người phật tử trần luật đang tiến hành chiến đấu là khác với số đông cỡ nào nơi đây đối với các ngươi mà nói quả thật là chỗ tốt để rèn luyện thực lực tăng lên đạo hạnh tô dịch nói hơn nữa cũng chưa nói tới hung hiểm các ngươi hoàn toàn có thể đi thử một lần Đám người văn tâm chiếu sớm đã nóng lòng muốn thử, nghe vậy đều sẵn khoái đáp ứng, "Cô huynh ngươi thì sao?" Nguyệt Thi Thiền hỏi, vị thiếu nữ áo trắng lạnh nhạt như băng này, luôn luôn tiếc chữ như vàng, cực ít nói chuyện phiếm, nhưng ở trên chuyện liên lụy đến Tô Dịch, lại tỏ ra cực quan tâm. Tô Dịch mỉm cười, nói, "Ta giống với các ngươi, cũng muốn đi lên bậc thang thí luyện này, nhưng mục đích là tới đỉnh núi." "Các ngươi mau đi đi, ta xem xem trước chiến lực mỗi người các ngươi như thế nào." một câu nói mà thôi, lại khiến trong lòng văn tâm chiếu, Nguyệt Thi Thiền lặng yên sinh ra một loại ý niệm như cạnh tranh, Thi Thiền tỷ tỷ, vậy hai chúng ta cần tỷ thí một lần hay không? Văn tâm chiếu cười mỉm nói, thiếu nữ bóng người yểu điệu, ăn mặc đơn giản trang nhã, đoan trang trời sinh, linh khí bức người, được. Nguyệt Thi Thiền chỉ gật gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh kỳ ảo, như tiên tử không dính nhân gian khói lửa, về phần cắt kim, trực tiếp bị hai người bỏ qua các kim rất tự giác chưa hé răng loại tính tình cẩn thận này của hắn tự nhiên sẽ không so đo ở trên loại chuyện này lập tức ba người bọn họ đều triển khai hành động tô dịch chắp tay sau lưng lẳng lặng quan sát một phen sau đó hắn khẽ lật lòng bàn tay lấy ra một luồng máu tươi màu vàng bị giam cầm kia ánh mắt tỏa ra xung quanh giống như lẩm bẩm nói người nếu dám quấy rối ở trên bậc đá thí luyện cũng đừng trách tô mổ không khách khí đối với ngươi dứt lời hắn thu hồi một luồng máu tươi này cất bước đi lên bậc đá thứ nhất kia, ầm. Theo một đợt lực lượng dao động kỳ dị, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, tô dịch xuất hiện ở trong một mảng thiên địa mênh mông tối tăm, nơi này chỉ cô đơn dựng một cái đạo đài thật lớn, bốn phía mờ mịt, không có thứ khác nữa, tô dịch lững thững đi lên đạo đài kia, vù. Trên đạo đài chợt xuất hiện một luồng đại đạo dao động kỳ dị, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người ấy mặc đạo bào, hông cuốn một sợi đai tơ vàng, lưng đeo một thanh kiếm cổ bộ dáng mơ hồ không rõ một thân khí tức lại tràn ngập tu vi tụ tinh cảnh sơ kỳ đây là một kẻ thủ quan do lực lượng đại đạo biến thành đối với điều này tô dịch cũng không bất ngờ trên bậc đá thí luyện phân bố kẻ thủ quan trọng đại đạo chiến cảnh đều sẽ tương đương với tu vi cảnh giới kẻ vượt ải bậc đá càng cao tu vi kẻ thủ quan sẽ không thay đổi nhưng thực lực lại sẽ theo đó không ngừng mạnh lên như bọn nguyệt thi thiền cũng đều sẽ gặp phải tình huống tương tự như vậy, kẻ thủ quan cùng kẻ vượt ải tu vi tương đương, mới có thể ở trong tranh phong đỏ sức chính diện, tạo ra được tác dụng rèn luyện đạo hành, mà dũa thực lực. Nếu kẻ thủ quan thực lực quá mạnh, bậc thang thí luyện cũng liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Hình tượng cùng bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là vị nhân vật hoàn cảnh nào đó của tu di thánh các để lại? Tô dịch nhìn kẻ thủ quan đối diện, như có chút suy nghĩ. Luyện chế bậc thang thí luyện, phải có lực lượng cấp bậc hoàn cảnh, như thế, mới có thể bố trí đại đạo chiến cảnh nhằm vào tu sĩ cảnh giới khác nhau. Kẻ trước mắt mặt đạo bào, lưng đeo kiếm cổ, hông quấn đai tơ vàng, tuy bộ dáng mơ hồ vô cùng, nhưng tô dịch rất rõ, loại hình tượng này nhất định là vị nhân vật hoàn cảnh kia luyện chế bậc thang thí luyện để lại. Ta trái lại muốn xem, năm đó ở trong mắt ngươi hoàng giả bực này, lực lượng mạnh nhất tụ tinh cảnh sơ kỳ đạt tới trình độ nào, hy vọng. Đừng làm ta quá mất vọng. Tô dịch lắc lắc đầu, không trì hoãn nữa, vù. Hắn lấy tay chọc một cái, trong hư không lặng yên ngưng tụ ra một thanh kiểm, hầu như cùng lúc, kẻ thủ quan đối diện nâng tay rút ra kiếm cổ sau lưng, khí tức toàn thân chợt trở nên cường đại, tô dịch tung người tiến lên, tùy tay chém ra một kiếm, phành. Kẻ thủ quan đối diện cũng không kịp ra chiêu, bóng người liền như tờ giấy, bị chém thành hai nửa, tầm ầm tiêu tán, một kiếm chém giết đối thủ, tô dịch tựa như gạt đi một con rùi bọ, căn bản không thèm để ý, kẻ thủ quan bậc đá thí luyện tầng thứ nhất, thường thường cũng là yếu nhất, tự nhiên không đáng khen. Ông, một đợt đại đạo dao động kỳ dị chợt xuất hiện, bóng người tô dịch xuất hiện ở trong bậc đá đại đạo chiến cảnh tầng thứ hai, thiên địa nơi này vẫn mênh mang tối tâm như cũ, đạo đài cô đơn sừng sững trong đó, kẻ thủ quan vẫn như cũ là nam tử mặt đạo bào, lưng đeo kiếm cổ, thắt lưng tơ vàng kia. Chẳng qua khí tức trên thân nam tử rõ ràng mạnh hơn một chút, vù, Tô Dịch không nói lời thừa, leo lên đạo đài, lấy tay chọc một cái, một thanh kiếm ngưng tụ thành hình, theo cổ tay cắt một phát ngang trời. Kẻ thủ quan đối diện vừa rút ra kiếm cổ, bóng người liền ầm ầm nổ tung, quá yếu rồi. Tô Dịch lắc lắc đầu, lấy nội tình cùng trình độ kiếm đạo của hắn, ở tụ tinh cảnh sơ kỳ cảnh giới này, đối thủ bình thường, hoàn toàn không khác gì con kiến. Thời gian kế tiếp, Tô Dịch hoàn toàn lấy một loại tâm tính chán đến chết, triển khai từng lần con đường vượt ải thế như chẻ tre, vượt qua mỗi một cửa, nhất định ở trong một kiếm gạt bỏ kẻ thủ quan, thoải mái như uống trà uống rượu, từ phía dưới bậc đá thí luyện nhìn lại tốc độ vượt ải của Nguyệt Thi Thiền, văn tâm chiếu cũng cực nhanh, không thể nghi ngờ, đối với hai người các nàng mà nói, dưới tình huống tu vi cảnh giới tương đương, những kẻ thủ quan vừa mới bắt đầu gặp được cũng không chịu nổi một đòn, Nguyệt Thi Thiền khi chiến đấu, lạnh nhạt mà điềm tĩnh, không động thì thôi vừa động nhất định là thế như xét đình, một kiếm cực kỳ nhanh chóng sắc bén, vô cùng đơn giản, dứt khoát lưu loát, văn tâm chiếu thì ngược lại, thiếu nữ xinh đẹp này một khi chiến đấu, cả người liền nở rộ ra một chiến ý kinh diễm vô cùng, kiếm ý như yêu, hết sức rực rỡ, trong vẻ đẹp mang theo sát khí trí mạng, hai loại phong cách chiến đấu, bày ra hai loại tâm cảnh cùng tính tình khác nhau, mắt thường có thể thấy được, tốc độ vượt ải của hai người, gần như nhất trí kinh người, rõ ràng ở sau khi bắt đầu vượt ải, đều đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Ngược lại là các kim bày ra đầy đủ cái gì gọi là đóng vững đánh chắc, thận trọng tiến vào mỗi một cái đại đạo chiến cảnh, chắc chắn cẩn thận vu hồi cùng đối thủ một lát trước, thẳng đến lúc mò thấu thực lực đối phương, liền vận dụng toàn lực một quyền đánh nổ kẻ thủ quan. Đây là đại đạo của các kim phù hợp tâm cảnh cùng tính tình của hắn, đóng vững đánh chắc. So sánh mà nói, không đến mức gặp quá nhiều bất ngờ cùng phiêu lưu. Chính như lúc trước tô dịch nói cái này chưa thể nói là xấu, mà ở lúc đám người văn tâm chiếu vượt ải, chỉ thấy bóng người tô dịch lấy một loại tốc độ kinh người xông lên như bão, tầng thứ 10, tầng thứ 20, tầng thứ 30, ngắn ngủ một lát, đã bỏ các kim xa xa phía sau, thẳng đến lúc tầng bậc đá thí luyện thứ 35, tô dịch đã vượt qua hai người văn tâm chiếu, nguyệt thi thiền, tiếp tục bước về phía chỗ cao hơn, bậc đá thí luyện này thẳng tắp đi thông tu di sơn đỉnh, 108 bậc từ bậc đá thí luyện thứ 49 bắt đầu, là một đường ranh giới, ở tu di thánh các rất lâu trước kia, thường thường, chỉ có nội môn đệ tử cảnh giới bản thân rèn luyện đến hàng ngũ đứng đầu cùng cảnh giới, mới có tiền vốn tiếp tục vượt ải, cần biết. Tu Di Thánh Các lúc trước chính là một trong ba đại yêu tông của thiên hạ, đạo thống hoàng cấp danh xứng với thực, nội môn đệ tử môn hạ nó, mỗi người đều là nhân vật thiên tài ngàn người mới chọn được một, so sánh với các tu sĩ trên thương thanh đại lục bây giờ, không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Lúc này, ở trên bậc đá tầng thứ 74 kia, Trần Hành đang nghỉ ngơi, vị nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ ma ha thiền tự này, lúc trước một hơi dết đến tầng thứ 49, triển lộ ra đạo hạnh rất mạnh. Nhưng cũng là từ một tầng này bắt đầu, kẻ thủ quan hắn gặp được chợt trở nên mạnh hẳn lên, tốc độ vượt ải cũng theo đó trở nên chậm chạp, thẳng đến lúc đến trên bậc đá tầng thứ 74, đã tiêu hao thật lớn, thể xác và tinh thần mệt mỏi. May mắn, chỉ cần vượt qua 49 tầng, sau khi xông qua mỗi một cửa, liền có một khắc thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Trần Hành lúc này, đang nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, không ngờ, ta lại tụt lại rồi. Ánh mắt Trần Hành nhìn về phía chỗ cao hơn, trong lòng có chút nặng nề, ở trên bậc đá thứ 79 phía trước hắn, là Khương Ly của Thiên Xu Kiếm Tông. Trên bậc đá thứ 82 phía trước Khương Ly là Vũ Văn Thuật. Hướng lên trên nữa, Lý Hàn đang ở tầng thứ 89 mạnh nhất, thuộc về ba người tàng bột, xích giảng tố cùng Phật tử Trần Luật, tàng bột ở tầng thứ 95, xích giảng tố và Phật tử Trần Luật đều ở tầng thứ 94. Ba người bọn họ, bỏ người khác xa xa phía sau, triển lộ ra nội tình và đạo hạnh, không thể nghi ngờ có thể nói là cấp bậc trác tuyệt nhất, đỉnh cao nhất trong hóa linh cảnh. Điều này làm Trần Hành ở cuối cùng những người này, trong lòng lại nào có thể không nặng nề, đều là hóa linh cảnh sơ kỳ, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng ở trên bậc đá thí luyện này, lại có thể vừa xem hiểu ngay phán đoán ra ai mạnh ai yếu. Hờ. Khi ánh mắt Trần Hành Lơ đã nhìn xuống phía dưới, không khỏi ngẩn ra, thấy được đám người Tô Dịch, Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền đang lao vút lên, sau đó, Trần Hành nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lấy đạo hạnh cùng thực lực của Tô Dịch, lại có thể một hơi lao tới tầng thứ mấy của bậc đá thí luyện. Hắn nhớ tới hai ngày trước một màn một mình tô dịch liên tục giết hoàng thiếu du bọn chính vị tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ, trong lòng không khỏi càng thêm chờ mong, bậc đá thí luyện này như một cái thước đo cân nhắc tu giả cùng cảnh giới mạnh yếu. Mà mượn cơ hội này, có lẽ có thể biết, tô dịch ở tụ tinh cảnh sơ kỳ, mạnh đến cỡ nào. Về phần văn tâm chiếu, Nguyệt thi thiền hai vị mỹ nhân như tuyệt đại tiên tử, hoàn toàn bị Trần Hành không nhìn, thân là nam nhi tốt đường đường chính chính dốc lòng tu Phật, ở trong mắt Trần Hành, mỹ nhân cũng chỉ là phấn hồng khô lâu hoàn toàn khinh thường để ý nhớ về năm đó trần hành ở lúc bái vào ma ha thiền tự tu hành từng chịu khảo nghiệm khác thường về sắc đẹp xem hắn sẽ rơi vào trong sắc dục nghiệp chướng không thể tự rút ra được hay không kết quả trần hành đối mặt sắc đẹp khảo nghiệm hoàn toàn không chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào biểu hiện xuất sắc cỡ đó khiến các đệ tử truyền nhân kia của ma ha thiền tự đều dâng lên sự kính trọng ngay cả các lão già kia đều kinh ngạc than thở gọi Trần Hành là hạt giống tốt trăm ngàn năm khó gặp, dưới tình huống bực này, Trần Hành nào sẽ để ý văn tâm chiếu, Nguyệt Thi Thiền xinh đẹp bao nhiêu. So sánh, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với tô dịch. Thật mạnh. Bỗng nhiên, con ngươi Trần Hành hơi co lại, vẻ mặt dao động, ở trong tầm nhìn của hắn, chỉ thấy tô dịch áo bào xanh phần phật, bóng người gần như không dừng lại, vượt qua từng tầng đại đạo chiến cảnh, lao vút lên. Rất nhanh đã đến tầng thứ 49 hắn còn có thể giữ được thế như trẻ tre bực này không? Ánh mắt Trần Hành sáng quắc, không đợi hắn hoàng hồn, liền thấy bóng người tô dịch dễ dàng bước lên bậc đá thứ 50, cũng vẫn duy trì tốc độ trước đó, tiếp tục lao lên trên, nhìn tô dịch càng lúc càng gần, Trần Hành không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn nhớ rõ, lúc trước mạnh như tầng bột, xích giảng tố cùng Trần luật sư huynh kia của hắn, ở lúc xông qua bậc đá thí luyện thứ 49, tốc độ vượt ải cũng trở nên chậm chạp hơn một chút, nhưng tô dịch, tốc độ từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa, vẫn duy trì thế như trẻ tre, một đường lao vút lên. Vù Ngay tại lúc Trần Hành hoảng hốt, bóng người tô dịch đã tới bậc đá thí luyện thứ 74 chỗ hắn, cũng nhảy vọt tiếp tục hướng lên trên, cái này. Trần Hành trước đó ở lúc quan sát, vị trí trên cao nhìn xuống, như quan sát, mà bây giờ, theo tô dịch bỏ lại hắn ở phía sau, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một bóng lưng cao ngất kia của tô dịch, như một mình một ngựa, càng lúc càng xa, Khương Ly tầng thứ 80, bị tô dịch vượt qua, Vũ Văn Thuật tầng thứ 82, bị tô dịch vượt qua, tầng thứ 90, Lý Hàn Đăng vừa dết tới đây quyết định nghỉ ngơi một phen, hắn đã cạn kiệt tinh lực, không thể kiên trì tiếp nữa, sau đó, hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng người lướt qua, lướt về phía tầng 91, tô dịch. Lý Hàn Đăng kinh ngạc, kẻ này là đến đây lúc nào? Vừa nghĩ tới đây, hắn hít mạnh khí lạnh vào, phát hiện tô dịch vừa mới đến tầng 91, đã xuất hiện ở trong tầng thứ 92. Sau đó, hắn cùng Trần Hành nhìn một cái, trơ mắt nhìn bóng người tô dịch không ngừng lao tới trước, vẻ mặt cũng từ kinh ngạc trở nên ngạc nhiên, chấn động, hoảng hốt. Thẳng đến lúc nhìn tô dịch lục tục mang Phật tử Trần Luật, xích giảng tố, tăng bột lần lượt vượt qua, Trần Hành hoàn toàn ngây ra ở đó một trái tim tu thiền kiên định cũng khẽ rung lên, kẻ này có phải quá mạnh rồi hay không? Lý Hàn đang vẽ mặt cứng ngắc, ngay như tượng gỗ, hắn tự nhiên rõ, bậc đá thí luyện này càng lên cao lực lượng kẻ thủ quan lại càng mạnh, nhất là từ sau tầng thứ 90, kẻ vượt ải gặp phải quả thực so với yêu nghiệt đứng đầu trong cùng cảnh giới cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ, tôi dịch dọc theo đường đi như hoàn toàn chưa cảm nhận được bất cứ áp lực gì. Hàng đến sau khi bóng người tô dịch lấy tốc độ không thay đổi, xông qua tầng bậc đá thứ 108 kia, Trần Hành và Lý Hàn đang hoàn toàn im lặng, trong lòng nhất lên sóng triều ngập trời, thật lâu không thể bình ổn. Đối với chúng ta mà nói, bậc đá thí luyện này từng bước gian nguy, càng lên cao gặp phải khiêu chiến càng mạnh, nhưng với hắn mà nói, so với tảng bộ sân vắng cũng không khác gì. Đôi mắt Trần Hành thất thần, ba vạn năm trước, vị hoàng giả luyện chế bậc đá thí luyện kia của Tu Di Thánh Cát, sợ cũng không thể tưởng tượng, trên đời này còn có thể có tô dịch loại nhân vật tụ tinh cảnh nghịch thiên này nhỉ. Trong lòng Lý Hàn đăng dâng lên mất mát nồng đậm, tu hành vấn đạo, có chênh lệch không sợ, còn có thể đi bù lại, sợ là, chênh lệch không biết lớn bao nhiêu. Cái này lại nên bù lại như thế nào? Theo không kịp, đại khái như thế, trên bậc đá thí luyện thứ 108, đã là vị trí đỉnh tu di sơn, tô dịch dừng chân ở đó, khí tức đều đặn ngân nga, Hoàn toàn không thấy một tia mệt mỏi khốn đốn, 108 tầng bậc đá, hắn lấy 108 kiếm, chém 108 kẻ thủ quan. Cho dù kẻ thủ quan một cửa cuối cùng mạnh nhất, cũng chung quy ngăn không được một kiếm của hắn, chiến tích như vậy, đặt ở Tu Di Thánh Các ba vạn năm trước, đủ để rung động mọi người cao thấp, không thua gì sáng lập một kỷ lục vượt ải nhất định sẽ không ai đánh vỡ được. Nhưng trên mặt Tô Dịch lại nổi lên một tia tịch liêu, ở cấp bậc tụ tinh cảnh sơ kỳ, Kẻ thủ quan trên bậc đá thí luyện này, chung quy vẫn là quá yếu, cho dù kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với truyền nhân trung tâm trong các đạo thống đỉnh cấp kia của Đại Hoang Cửu Châu, có thể coi là tuyệt đại thiên tài, trăm ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch ở lúc bước vào tụ tinh cảnh sơ kỳ, liền ngưng tụ ra chín vạn tinh tú nguyên lực mà nói, đối thủ như vậy, chung quy cũng không địch nổi một kiếm của hắn. Hờ, ngay tại lúc Tô Dịch nhớ lại tình huống vượt ải lúc trước, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm ứng, lật lòng bàn tay, một luồng máu tươi màu vàng bị giam cầm kia lặng yên hiện ra, đỉnh núi Tu Di Sơn, từ nơi này, có thể rõ ràng nhìn thấy sương mù màu máu trôi nổi dưới bầu trời kia, cùng với vô số mảnh vỡ hài cốt tinh tú lẳng lặng lơ lửng ở trong sương mù, nơi này vốn là trọng địa của Tu Di Thánh Cát, xây dựng cung điện, lầu cát, đàn tràng vân vân các kiến trúc rộng lớn, nhưng hôm nay, đều đã hóa thành phế tích. Nhìn qua một cái, mảnh vỡ tường đổ, gạch ngói vụn chồng chất, hiện ra hết sự hoang vắng. Tô dịch cảm thụ được khí tức một luồng máu tươi màu vàng kia trong lòng bàn tay, ánh mắt xa xa nhìn về phía sâu trong phế tích, hắn lập tức cất bước đi vào. Ở sâu trong phế tích có một tòa tế đàn đổ sập dưới đất, cái đáy tế đàn, rõ ràng là cửa vào một hang động, có một cầu thang đá uống lượng đi thông chỗ sâu trong lòng đất, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Khi tô dịch tới gần cửa vào hang động kia, nhất thời cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng đập vào mặt thân thể không khỏi hơi cứng đờ băng phách âm khí thật kinh người chẳng lẽ ở sâu trong hang động này còn chôn giấu băng phách linh mạch hay sao khi suy nghĩ thần niệm tô dịch lướt về phía chỗ sâu trong con đường nhỏ kia mười 10 trường trăm trường nghìn trường thẳng đến lúc thần niệm vượt vào sâu bên trong ước chừng ba ngàn trường đã là cực hạn của lực lượng thần hùng tô dịch nhưng vẫn như cũ chưa thể cảm ứng được đáy của hang động này ngược lại là theo thần niệm vào sâu bên trong, càng thêm có thể cảm nhận được băng phách âm khí trong hang động này là nồng đậm cỡ nào, quả thực như sương mù màu lam âm u tràn ngập trong đó, vù. Tô dịch thu hồi thần niệm, khẽ cao mày, nơi này cực không tầm thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía tế đàn đổ sập ở bên cạnh hang động, tế đàn vốn cao chính trượng, hôm nay đã gãy thành mấy đoạn, sụp xuống ở trên phế tích, nhìn kỹ, mặt ngoài tế đàn tuyên khắc một vài bức đồ đằng yêu linh trông rất sống động, có chân hống phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chân đạp tinh không, có chu tước tắm lửa vỗ cánh, lao ngang trời, có thanh đồng nghĩ, kiến, bác thần sơn mà đi, mỗi một đồ đằng, đều bày ra một loại khí tức mãn hoa nguyên thủy thô ráp, giống như đang ghi khắc bóng dáng khi huy hoàng cường thịnh nhất của các yêu loại khủng bố này, mà ở đỉnh chóp tế đàn, thì cô đơn tuyên khắc một bóng người mặc đạo bào, bóng người này mặc đạo bào, đeo kiếm cổ, quấn đai tơ vàng, khoanh chân ngồi ở trên một đám mây lành. Khi xem đến lúc này, Tô Dịch nhất thời nhớ tới, lúc trước ở trên bậc đá thí luyện vượt ải, gặp hình tượng kẻ thủ quan, không khác gì bóng người đạo bào trong hình ảnh. Chẳng qua, lúc ấy kẻ thủ quan bộ dáng mơ hồ, không thấy rõ lắm, mà ở trong hình ảnh này, bộ dáng bóng người đạo bào rõ ràng có thể thấy được, chỉ là lại ra ngoài Tô Dịch dự kiến, bởi vì bóng người đạo bào, thế mà có một khuôn mặt loài vượng. Đổi lại mà nói, bóng người đạo bào này thực ra là một yêu linh loài vượng biến thành xem tới đây tô dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện ở lúc trước đến tu di tiên đảo hắn từng nghe ông cửu nói khai phái tổ sư của tu di thánh các này tên gọi viên ma thiên hiệu tu di yêu hoàng chính là một đại yêu hoàng cảnh cực giàu sắc thái truyền kỳ viên ma thiên chính là một con cửu khiếu linh viên sinh ra trong một khối kim thạch trời sinh thông minh mang tiên thiên đạo khí lấy tên viên ma thiên trước sau tu hành ở trong ba loại lưu phái Phật môn, Ma Tông, Nho Đạo, gần 800 năm, hỗn hợp đại đạo áo nghĩa của ba đại lưu phái, phù hợp con đường của mình, chứng đạo hoàn cảnh, từ đó danh chấn thiên hạ. Về sau, viên ma thiên tập kết vạn yêu, chiếm cứ tu di tiên đảo, ở trên tu di sơn khai sáng đạo thống, đó là tu di thánh các một trong ba đại yêu tông trong mắt đời sau. Trong lời đồn, viên ma thiên từng ngẫu nhiên lấy được một cơ duyên lớn, luyện chế một thanh đạo kiếm tên Thanh Đỗ quanh năm đeo trên người, kiếm này được xưng thế nhược thanh hồng, khả tài thiên đô. Cho nên tên gọi thanh đô, cùng lúc, hai chữ thanh đô, cũng là tiên cảnh thiên khuyết, trong truyền thuyết đạo môn viên ma thiên một đời yêu hoàng, đeo thanh đô đạo kiếm, ở thật lâu trước kia, đã là bá chủ trí cao trong kiếm đạo, hoàn cảnh kiếm tôn uy chấn thiên hạ, hắn một tay sáng lập tu di cửu chuyển kiếm kinh, càng là kiếm đạo chân kinh thiên hạ đều biết hẳn chính là người này, tô dịch nhìn chầm chầm bóng người mặc đạo bào đeo kiếm trong hình ảnh kia trên đỉnh tế đàn, rốt cuộc dám xác định, đối phương là tu di yêu hoàng viên ma thiên, khai phái tổ sư tu di thánh các một trong ba đại yêu tông, bản thân là tiên thiên yêu loại, không chỉ thân kim truyền thừa ba nhà đạo, ma, nho, cuối cùng còn đi lên con đường kiếm đạo, kẻ này cũng tính là có chút thú vị, tô dịch thầm nghĩ, từng đạo thống lưu phái, đều có truyền thừa chí cao tự thành một thể. Như là Phật, Ma, nói, đạo, yêu, quỷ các lưu phái đỉnh cấp nhất này, đều có hệ thống truyền thừa cùng con đường tu hành bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ảnh hưởng đối với toàn bộ giới tu hành cũng sâu xa nhất. Viện Ma Thiên năm đó có thể kết hợp sở trường ba nhà, phù hợp yêu đạo bản thân, cuối cùng hoàn toàn dung hợp trong kiếm đạo, có thể nghĩ mà biết, trí tuệ và khí phách của hắn phi phàm cỡ nào, đặt ở đại hoang cửu châu, cũng có thể xưng là nhân vật phong vân trong hoàn cảnh, đồng thời, Tô dịch cũng từ trong một vài bức đồ đằng tuyên khắc trên tế đàn này nhìn ra, viên ma thiên này khát vọng thật lớn. Hắn lấy hình tượng của mình đứng đầu, trấn áp chu tước, chân hống, thanh đồng nghĩ vân vân các tuyệt thế đại hung. Đây nghiễm nhiên là tư thế muốn ở yêu đạo xưng tôn, thống ngự vạn yêu, đáng tiếc, khát vọng lớn nữa lại như thế nào. Một hồi ám cổ chi cấm, khiến tu di thánh các này tiêu tán trong dòng sông năm tháng, ngay cả nơi tổ đình này cũng hóa thành một mảng phế tích, tới bây giờ, thế gian này kẻ biết được tên họ viên ma thiên ngươi, chung quy đã không nhiều, tô dịch lắc đầu không thôi, năm tháng vô tình, một hồi ám cổ chi cấm kéo dài hơn ba vạn năm, đủ để mọi thứ ngày xưa tan thành mây khói. Ánh mắt tô dịch rời đi, một lần nữa nhìn về phía cửa vào hang, trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn quyết định, chờ một chút nữa lại tiến vào trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một, trên bậc đá tầng thứ 108 của bậc đá thí luyện, bóng người tầng bột chợt lao ra hắn nhìn nhìn xung quanh, sau đó hai tay chống hông, ngửa đầu nhìn trời, cười ha ha, ta cuối cùng lực áp quần hùng một phen, cảm giác này, sướng. Tư vị này, dịu. Nói xong, hắn đặt mông ngồi ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu há mồm thở dốc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lúc trước chém giết với kẻ thủ quan tầng thứ 108, tuy nói cuối cùng đánh giết đối phương, nhưng cũng làm hắn tiêu hao thật lớn, giờ phút này vừa trầm tĩnh lại, gân cốt cơ bắp toàn thân đều đau mỏi khó chịu thực sự sướng như vậy dịu như vậy đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt từ nơi xa vang lên thân thể tần bột chật cứng đờ quay ngoắt đầu lại nhất thời liền nhìn thấy trong phế tích nơi cực xa một bóng người cao ngất xuất trần đi tới áo bào xanh như ngọc trát tuyệt hơn người tô dịch tần bột đứng bật dậy mắt trừng lớn vẻ mặt đầy kinh ngạc ngươi ngươi đến khi nào đại khái nửa khắc đồng hồ trước đi Tôi Dịch thuận miệng nói, Tàng bột có chút ngây dại, cái này chẳng phải là nói, tôi Dịch mới là người đầu tiên xông qua 108 tầng bậc thang thí luyện, hơn nữa còn dẫn trước mình ước chừng nửa khắc, nghĩ như thế, kiêu ngạo, hưng phấn, kích động, vui sướng trong lòng hắn nhất thời hóa thành hư ảo, cả người giống như ủ rũ, vui sướng xuông rồi. Tàng bột tự dẻo dây dây mũi, có chút lúng túng nói, vừa rồi để ngươi chế cười rồi. Ta cũng không có công phu xem trò cười của ngươi. Tô dịch nói có một việc ta cần ngươi hỗ trợ ta tằng bột kinh ngạc rất muốn hỏi một câu hai ta quen thuộc lắm sao trước kia đừng nói có giao tình ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói một câu được không nhưng ở ngoài miệng hắn vui vẻ cười nói tô huynh lời này thực sự khiến ta có cảm giác hoảng hốt đương nhiên nếu tằng mổ có chỗ nào có thể giúp tô huynh tất nhiên là cực kỳ vui vẻ nói như vậy trong lòng hắn còn thấy vui sướng nhìn xem, tô dịch cả này, thế mà lại xin mình giúp đỡ. Tô dịch nói, chuyện rất đơn giản, đợi lát nữa ta cần đi một nơi cực hung hiểm, muốn mời ngươi giúp ta chiếu cố một phen bằng hữu theo ta cùng nhau tiến đến. Tàng bột ngẩn ra, ánh mắt khác thường, nói, là bọn văn tâm chiếu cô nương, tô dịch gật gật đầu, tàng bột nghi hoặc nói, ta trái lại rất thích ý làm như vậy, chỉ là. Tô huynh ngươi, không lo lắng một chút nào cảm giác này thật sự quá quái dị rồi, đôi bên cũng không có giao tình, tôi dịch lại mời hắn hỗ trợ chiếu cố người khác, không trách tàn bột không nghi hoặc, người muốn bất lợi đối với bọn họ sao? Tô dịch hỏi, tàn bột lắc đầu, không oán không thù, đương nhiên sẽ không. Tô dịch nói, cho nên, ta mới sẽ mời ngươi hỗ trợ, đương nhiên, ta sẽ không để ngươi hỗ trợ không công, chờ lúc ta quay về, tự sẽ có điều tỏ vẻ. Tàng bột vội vàng từ chối, một việc nhỏ mà thôi, Tô Huynh chớ khách khí như vậy. Tô Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, nói, đến lúc đó, ngươi lại cân nhắc muốn từ chối hay không, dứt lời, hắn xoay người bước về phía chỗ sâu trong phế tích, mặt khác, ta khuyên ngươi cùng người khác đều đừng tới gần hang động bên này, hung hiểm trong đó, căn bản không phải các ngươi có thể đối kháng, nếu là không tin, sẽ chỉ hại tính mạng các ngươi. Thanh âm còn đang phiêu đảng, Tô Dịch đã cất bước đi vào trong hang động chỗ sâu trong phế tích kia. Tàng bột kinh ngạc, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhịn không được đi qua. Khi đến phụ cận cửa vào hang động trong lòng đất kia, một luồng hàng ý thấu xương đập vào mặt, tàng bột cả người cứng đờ, không khỏi rùng mình. Đây là nơi quỷ quái nào? Vẻ mặt tàng bột lúc sáng lúc tối, hắn nhớ tới tô dịch dặn dò, cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động đi qua điều tra. Hắn tin tưởng lời của tô dịch, ở sâu trong hang động này, nhất định có hung hiểm to lớn không thể đoán trước. Nếu không, tô dịch cũng sẽ không ở lúc tới nơi đó, cố ý tìm mình, bảo mình đi hỗ trợ chiếu cố đám người văn tâm chiếu, trước khôi phục thể lực, chờ người khác đến đây, bọn họ nghe khuyên hay không không quan trọng, điều ta cần làm, chính là cam đoan bọn văn tâm chiếu an toàn. Tầng bột hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, rời khỏi nơi này, hắn tìm nơi bí ẩn, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền, không có ai sao. Nói như vậy, ở trên một bậc đá thí luyện cuối cùng, tăng bột đã thất thủ một tiếng lẩm bẩm thanh thúy ở nơi xa vang lên, nếu như thế, chẳng phải là nói, lần tranh phong này, xích giảng tố ta là đứng nhất, ô, dựa theo câu treo cửa miệng của tên tằng bột kia, cảm giác này, sướng. Tư vị này, dịu nha. Trên bậc đá thứ 108, thiếu nữ xinh đẹp xích giảng tố mặt quân phục, tóc ngắn ngang tai, cả người tràn ngập giả tính, giờ phút này đang duỗi dáng người hấp dẫn, trên mặt treo nụ cười vui sướng đắc ý, xa xa phát hiện một màn này ánh mắt tàn bột cổ quái, khóe môi run rẩy một phen, thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, cô nàng này có phải đắc ý quá sớm rồi hay không? Đúng rồi, vừa rồi khi tô dịch phát hiện mình, có phải cũng giống mình bây giờ nhìn xích giảng tố, cảm giác đối phương rất buồn cười hay không? Nghĩ như thế, tàn bột nhất thời cười không nổi nữa, không có cách nào nữa, ở trước mặt tô dịch, hành động của hắn lúc trước cùng hành động bây giờ của xích giảng tố, quả thực đều rất buồn cười tàng bột không vui nổi khi nhìn thấy xích giảng tố nơi cực xa còn đang vui sướng luôn cảm thấy trong lòng có chút phát nghẹn hắn nhịn không được nói xích giảng tố ngươi sướng cái gì dịu cái gì chứ thân thể mềm mại của xích giảng tố rung lên xoay phắt người lại khi nhìn thấy tàng bột nụ cười vui sướng kia trên mặt thiếu nữ nhất thời động lại đôi mắt sắc bén như lưỡi đau trợn to ngươi người này đến khi nào nhìn bộ dáng nàng như con ngỗng ngu ngốc trong lòng tàng bột thầm sướng tâm tình không hiểu sao vui hẳn lên ngoài miệng thì thở dài nói xin lỗi đã đánh thức mộng đẹp trở thành đệ nhất của ngươi xích giảng tố thiếu nữ dây dây mái tóc ngắn ngang tại đó của mình ánh mắt từng chút một trở nên sắc bén bị tàng bột trêu chọc như vậy nàng rõ ràng có chút căm tức cùng tức giận tàng bột vội vàng nói đừng xúc động hai ta đều giống nhau không phải đệ nhất xích giảng tố không khỏi bất ngờ nói vậy đệ nhất là ai tàng bột lộ ra một nụ cười khổ nói trừ tô dịch kẻ này còn có thể là ai tô dịch đôi mắt sáng của xích giảng tố hơi co lại sau đó lại cười lên vui vẻ nói thì ra ngươi mới là lão nhị à vậy thì tốt tằng bột trừng mắt nói lão nhị cái gì ngươi sao có thể mắng chửi người ta chứ xích giảng tố khoanh hai tay trước ngực ánh mắt như lưỡi đao quét đũng quần tằng bột một lần cười lạnh nói ta không chỉ dám mắng người tin hay không ta tìm một cơ hội mang lão nhị thật của ngươi chặt cho chó nờ Đúng quần tàng bột lạnh toát, theo bản năng khép chặt hai chân, tráng toát mồ hôi lạnh, nói, tiểu cô nải nải, ngươi không sửa loại tác phong dũng mãnh này, ngươi dù bộ dạng xinh đẹp nữa, dáng người dụ người nữa, nam nhân nhìn thấy ngươi cũng sẽ trực tiếp héo, mắt thấy vẻ mặt xích giảng tố không thích hợp, tàng bột thấy tốt là dừng, vội vàng nói, được rồi, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói. Xích giảng tố khinh rẻ nói, thứ không đứng đắn nói xong rồi. Tàng bột cười khổ một tiếng, nói, lần này là chính sự thật, xích giảng tố nói, ngươi nói, hít sâu một hơi, vẻ mặt tằng bột nghiêm túc, nói, vừa rồi, tô dịch đã nhờ ta. Nói xong lời cuối cùng, đuôi lông mày hắn không khỏi hiện lên một mảng đắc ý, xích giảng tố ngay ra một lát, cười lên ha ha, nói, loại trò đùa giác vàng lên mặt mình này, không buồn cười một chút nào. Tô dịch loại nhân vật đó, một mình đã có thể diệt chính vị nhân vật hóa linh cảnh bọn Hoàng Thiếu Du, sao có thể cần hướng tầng bột xin giúp đỡ, Tần bột nhất thời hỗn hển, đây là thật. Ngay tại vừa rồi, tô dịch bỗng chủ động tìm tới ta, nói muốn ta hỗ trợ chiếu cố văn tâm chiếu. Hắn mang chuyện vừa rồi nói thẳng ra, xích giảng tố nghe xong, hãy còn nửa tin nửa ngờ, thật. Trong lòng tầng bột bi thương một phen, chẳng lẽ tô dịch nhờ mình giúp đỡ, làm người ta không thể tiếp nhận như vậy. Hít sâu một hơi, hắn nghiến răng nói, ta có thể dùng danh dự tổ phụ kia của ta thề. Xích giảng tố lúc này mới tin là thật, cười nói, sớm như vậy, ta sao có thể không tin. Tằng bột. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt xích giảng tố, danh dự huyền cốt ma hoàng tổ phụ hắn, so với chính hắn mà nói hữu dụng hơn xa, cho nên, ngươi là tính đi hang động trong lòng đất nơi đó một chuyến. Tằng bột hỏi, xích giảng tố quả quyết lắc đầu, không đi, ta tin tưởng lời của tô dịch, khóe môi tằng bột run rẩy một phen, nói, ta nhớ ngươi tựa như căn bản chưa từng nói một câu nào với tô dịch nhỉ. Nhưng ngươi lại tin tưởng hắn như vậy. Xích giảng tố nói, người với người là không giống nhau. Lúc này, Phật tử Trần Luật cũng xông qua 108 tầng bậc đá. Tàng bột và xích giảng tố nhất thời dừng nói chuyện, ánh mắt cùng nhau nhìn qua. Hai vị thì ra đã sớm đến đây. Ánh mắt Trần Luật nổi lên một tia ảm đạm không dễ phát hiện. Xích giảng tố miệng lưỡi lưu loát nói, Hòa thượng, ngươi không cần quể oải, hắn là lão nhị, ta là thứ ba, ngươi là thứ bốn, trần luật ngạc nhiên, cười khổ nói, ta còn cho rằng mình là thứ ba, chưa từng ngờ. Thì ra chỉ là thứ bốn, tăng bột thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, Phật tử ma ha thiền tự này, xem ra cũng rất so đo cao thấp mạnh yếu, vậy. Ai là thứ nhất? Ánh mắt trần luật nhìn quét xung quanh, có chút nghi hoặc, tô dịch. Xích giảng tố nói, thì ra là thế. Trần Luật lộ ra vẻ mặt giật mình, cái không kỳ quái, lấy năng lực của tô dịch, muốn là kẻ đầu tiên xông qua 108 tầng bậc đá thí luyện kia, quả thực không phải là việc khó. Tàng bột châm trước một phen, nói, Trần Luật, tô huynh ở lúc vừa rồi, từng nhờ ta một việc. Mới nói tới đây, Trần Luật liền kinh ngạc nói, đợi một chút, ngươi nói tô đạo hữu hướng ngươi xin giúp đỡ. Tần bột, xích giảng tố lại nhịn không được cười lên, hiển nhiên, ở trong lòng Trần Luật, căn bản không cho rằng tô dịch nhân vật cỡ đó sẽ hướng tô dịch xin giúp đỡ mẹ nó cái này cũng quá đã kích người ta rồi tàng bột sờ sờ mũi than thở lúc trước ta còn vì thế đắc chí tự nghĩ đây là một việc quan trọng rất đáng giá ghi lại chưa từng nghĩ các ngươi thật đúng là mất hứng xích giảng tố không xem trò cười của tàng bột nữa trực tiếp mang lời của tô dịch nói cho trần luật sau đó nàng nói ngươi có thể lựa chọn không tin tiếp tục tới chỗ sâu trong hang động kia, cũng có thể lựa chọn tin tưởng, dừng lại ở đây. Trần Luật im lặng một lát, nói, cách làm người của Tô Đạo Hữu, ta vẫn là tin tưởng, ở trong mắt hắn, ở sâu trong hang động kia đã giấu hung hiểm lớn không thể đoán trước, tất nhiên không phải ăn nói lung tung, trong lòng tàn bột cảm thấy càng thêm không phải, quả rất kỳ quái, Tô Dịch rõ ràng không có bất cứ giao tình gì với các ngươi, các ngươi sao có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn như vậy dựa vào cái gì lời ta nói, sẽ bị các ngươi nửa tin nửa ngờ, coi là trò đùa. Người với người khác nhau lớn như vậy sao, mà ở trong thời gian kế tiếp, đám người Lý Hàn Đăng, Vũ Văn Thuật, Khương Ly, cùng với đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền đều lục tục đến đỉnh núi, từ trong miệng xích giảng tố, bọn họ đều biết được hướng đi của tô dịch, cùng với cảnh cáo đến từ tô dịch, tô đại nhân có thể nào một mình đi xông vào nơi đại hung đó, thế này cũng quá mạo hiểm rồi. Các Kim rất lo lắng, hoảng cái gì, Tô Huynh không có việc gì. Văn Tâm Chiếu nhẹ nhàng nói, khi nói chuyện, nàng liếc nguyệt thi thiền một cái, người sau dừng chân ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt điềm tĩnh, vẫn chưa toát ra cảm xúc gì. Nhưng dựa vào trực giác thân là nữ nhân, Văn Tâm Chiếu lại có thể cảm nhận được, trong lòng Nguyệt Thi Thiền cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài, nàng. Hẳn là cũng giống với mình, đang lo lắng an nguy của Tô Huynh. Nghĩ đến đây, trong lòng văn tâm chiếu khẽ thở dài, ngoài miệng thì nhẹ nhàng nói, thi thiền tỷ tỷ vậy chúng ta liền một mực ở lại đây, chờ Tô Huynh trở về được không? Nguyệt thi thiền gật gật đầu, nếu dựa theo Tô Dịch nói, ở sâu trong hang động kia có lẽ tồn tại nguy hiểm cực đáng sợ, nhưng tương tự, cũng rất có thể che giấu cơ duyên khó lường, đột nhiên, Lý Hàng đăng cách đó không xa mở miệng, nói, nếu chúng ta nghe và tin lời Tô Dịch, một mực ở lại đây, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nhưng tương tự, cũng nhất định không có khả năng đạt được bất cứ lợi ích gì. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau. Văn tâm chiếu nhíu mày không vui nói, Lý Đạo Hữu, ngươi đây là hoài nghi, Tô Đạo Hữu đang dùng phương thức này ngăn cản chúng ta đi tranh đoạt cơ duyên với hắn. Lý Hàn đang cười cười, nói, Văn cô nương đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là luận việc, dù sao, chúng ta những người này đến Tu Di Sơn, vốn là vì tìm kiếm cơ duyên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bây giờ ai cũng rõ nơi thật sự giấu cơ duyên nhất định ở hang động trong lòng đất kia dưới tình huống bực này nếu dừng lại ở đây chẳng phải là quá đáng tiếc nói đến đây ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây vẻ mặt trịnh trọng nói các vị theo ta thấy chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ chưa chắc không thể từ hang động trong lòng đất kia tìm được một ít cơ duyên dứt lời hắn vốn cho rằng sẽ đạt được một ít hưởng ứng ai ngờ vẻ mặt mọi người đều rất lạnh nhạt không một ai trả lời. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, tàng bột cười hì hì chỉ cửa vào hang động nơi xa, ngươi có thể tự mình đi, không có ai ngăn cản ngươi. Tô Đạo Hữu trước đó cũng nói, tin hay không, đều dựa vào mọi người tự quyết đoán, vẻ mặt Lý Hàn đang động lại, xích giảng tổ khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, cho dù lui một vạn bước mà nói, thực đến hang động trong lòng đất kia, ở lúc tranh đoạt cơ duyên, ngươi. Lấy cái gì đấu với tô dịch? lời nói lộ ra châm chọc lý hàn đăng hoàn toàn không ngờ hai yêu nghiệt cổ đại như nghịch thiên này sẽ bác bỏ mình như vậy điều này làm vẻ mặt hắn cũng có chút bắt đầu khó coi ổn định tâm thần lý hàn đăng nói hai vị hiểu lầm rồi lý hàn đăng ta cũng chưa từng nghĩ liên thủ hành động với các ngươi dù sao đạo khác nhau không cùng bàn được lúc này khương ly đột nhiên mở miệng lý đạo hữu chúng ta tuy là quan hệ liên minh nhưng ta tin tưởng lời của tô dịch không tính đi vào vũ văn thuật gật đầu nói ta cũng tương tự hai người bọn họ tỏ thái độ khiến trong lòng lý hàn đăng chấn động phát nghẹn cuối cùng mang ánh mắt nhìn về phía đám người phật tử trần luật cùng trần hành không đợi hắn mở miệng trần luật chắp hai tay lại bảo tướng trang nghiêm nói từ bi không độ người tự tuyệt lý đạo hữu quay đầu là bờ lời này vừa nói ra lý hàn đăng hoàn toàn ngay ra ở đó vẻ mặt hắn lúc xanh lúc trắng trong lòng xấu hổ và giận dữ chỉ cảm thấy mình lúc trước tựa như một con khỉ lấy lòng mọi người, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Hắn không thể tưởng tượng, vì sao mạnh như tầng bột, xích giảng tố yêu nghiệt nghịch thiên bực này, cũng sẽ lựa chọn tin tưởng tô dịch. Càng không thể tưởng tượng, Phật tử Trần Luật đương thế kỳ tài đỉnh cao nhất bực này, sao cam tâm dừng lại ở đây, từ bỏ hành động đi tìm kiếm cơ duyên, mà tầng bột, xích giảng tố lộ ra khinh thường và châm chọc, đám người khương ly, vũ văn thuật, Trần Luật không chút do dự từ chối quả thực như từng lần bạo kích, khiến lòng tự trọng của Lý Hàn Đăng cũng gặp phải đã kích trước nay chưa từng có, trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Những kẻ này đều trúng tà của tô dịch hay sao? Lý Hàn Đăng thẹn quá hóa giận, ánh mắt đảo qua đám người văn tâm chiếu, đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn truyền âm cho Phật tử Trần Luật, nói, đạo hữu, băng khoăn của các ngươi, ta cũng rõ, trước mắt ta trái lại nghĩ ra một ý hay, chỉ cần dùng biện pháp này, khi tô dịch từ hang động trong lòng đất kia còn sống trở về đủ có thể không cần tốn nhiều sức đã kiềm chế hắn ánh mắt trần luật lặng yên co lại sau đó hắn ánh mắt thương hại nhìn về phía lý hàn đăng truyền âm nói lý đạo hữu ngươi nếu nói là lấy đám người văn tâm chiếu làm áp chế thủ đoạn bực này quá hạ lưu rồi ta khuyên ngươi tốt nhất ngay bây giờ bỏ đi suy nghĩ này nếu không tàng bột sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi tàng bột lý hàn đăng đột nhiên biến sắc theo bản năng nhìn về phía tầng bột cách đó không xa chỉ thấy tầng bột đang cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn hắn ánh mắt nghiền ngẫm một cái chớp mắt này lý hàn đăng không rét mà rung tay chân lạnh lẽo ào băng phách âm khí màu lam âm u quay cùng giống như dòng nước bóng người tô dịch như cá bơi trong nước lao về phía đáy hang da thịt quanh thân hắn nổi lên các luồng thủy hành đạo vận như gợn sóng thời điểm xuyên qua ở trong băng phách âm khí hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì càng đi xuống băng phách âm khí liền càng nồng đậm kinh người, lực lượng thần niệm cũng gặp phải trở ngại thật lớn, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được khoảng cách phạm vi 10 trượng. Dưới tình huống bực này, tô dịch vận chuyển một môn bí thuật tên gọi động hỏa kim đồng, trong mắt tỏa ra màu vàng nhàn nhạt, có bí văn huyền ảo đang xen lóe lên. Điều này làm hắn có thể thấy rõ được cảnh tượng phạm vi trăm trượng, không đến mức khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không kịp phản ứng, ba ngàn trượng, năm ngàn trượng, thẳng đến lúc tới trong lòng đất tám ngàn trượng, tô dịch nhíu mày, băng phách âm khí càng thêm nồng đậm, như dòng nước băng hàng nặng nề vô cùng, càng đi xuống, áp lực thừa nhận liền càng lớn, tu sĩ bình thường, nhất định nửa bước khó đi. Nếu là cậy mạnh xông vào, nhất định sẽ bị băng phách âm khí xâm nhập cơ thể, đông chết tươi, dù là thiên địa linh mạch hạng nhất, cũng khó có băng phách âm khí nồng đậm bực này, chẳng lẽ nói, băng phách âm khí nơi đây hội tụ, có liên quan với một tiên thiên thần vật kia nơi đây giấu ánh mắt tô dịch lóe lên. Tiên thiên thần vật là chí bảo sinh ra trong bổn nguyên thiên địa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, trình độ quý giá của nó, đủ để nhân vật hoàn cảnh thèm nhỏ giải ba thước. Hơn nữa, tô dịch rất hoài nghi, tu di sơn này chôn giấu tiên thiên thần vật, rất có thể có liên hệ nào đó với ám cổ chi cấm, nếu thật như vậy, hung hiểm nơi này ẩn giấu, cũng nhất định không tầm thường. Lúc suy nghĩ, tô dịch tiếp tục lao vào trong, thẳng đến lúc tới 9.000 trường, mắt tô dịch sáng ngời, tốc độ bay vút của hắn lặng yên nhanh lên. Trong mấy hơi thở, tô dịch liền từ trong băng phách âm khí như dòng nước chảy lao ra, bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Đây là một thế giới trong lòng đất, cực kỳ rộng lớn, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, làm người ta nhìn ghê người là, trong mảnh thế giới này, dựng sừng sững bia mộ rậm rạp, trước mỗi ngôi mộ đều dựng mộ bia, từng luồng sương mù màu máu lượn lờ ở trên không, bao phủ những ngôi mộ kia, Thêm một luồng khí tức âm trầm dọa người, mặc cho ai nhìn thấy nơi này, sợ đều sẽ nghĩ lầm xâm nhập trong một mảng quần thể lăng mộ trong lòng đất quy mô lớn, dưới Tu Di Sơn này, sao sẽ có nhiều mộ bi như vậy. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhìn thấy ở nơi xa phần mộ rậm rạp này, có một cánh cửa màu đen nối tiếp trời đất, giống như cánh cổng một thế giới, vô cùng mênh mông, lại như một màn đêm vắt ngang trời đất, làm người ta tim đập nhanh, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Tô dịch cũng không thấy rõ đến tột cùng, cũng không cách nào phân biệt, một cánh cửa màu đen như lạch trời kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nghĩ chút, tô dịch hất đầu ngón tay, một luồng máu tươi màu vàng kia hiện ra, sau đó, máu tươi màu vàng này như cảm ứng được cái gì, trung nhẹ nhẹ, xem ra, một món tiên thiên thần vật kia giấu ở nơi cực xa. Tô dịch thu hồi máu tươi màu vàng đó, làm ra suy đoán như thế, hắn chưa vội hành động, thuận chân đi đến trước một ngôi mộ cách gần nhất, ánh mắt đặt ở trên bia mộ đứng sừng sững trước ngôi mộ, tuyên khắc trên bia mộ là thượng cổ yêu văn, chữ viết ngoáy, rõ ràng là vội vàng viết thành, tu di thánh các nội môn chân truyền đệ tử đời thứ 9, hung tu mi chi mộ. Tô dịch đọc ra, cũng không có chỗ đáng giá chú ý, hắn thu hồi ánh mắt, cất bước tiến lên, ánh mắt nhìn về phía bia mộ trước một nấm mộ khác, tu di thánh các nội môn chân truyền đệ tử đời thứ 9, giảng minh sung chi mộ. Bút tích cũng viết ngoáy, rõ ràng ra từ cùng người tôi dịch tiếp tục tiến lên bia mộ dọc đường nhìn thấy hầu như đều là như thế chỉ có tên cùng thân phận không giống nhau mà thôi nhưng trong lòng tôi dịch lại đã nổi lên một mảng nghi ngờ phần mộ nơi đây ít nhất có nhiều hơn một ngàn nhưng chủ nhân mỗi một bia mộ hầu như đều là truyền nhân đời thứ bảy đến đời thứ chín ngoài ra chữ viết bia mộ đều ra từ tay cùng người cho người ta cảm giác giống như kẻ mai táng nơi đây là cùng nhau gặp phải đại biến nào đó cho nên ngã xuống, bị một người sống sót còn sót lại mai tán ở đây, cũng lập bia cho bọn họ, chẳng lẽ nói, ba vạn năm trước ám cổ chi cấm lúc giáng xuống, nơi đây từng xảy ra kinh biến nào đó, làm truyền nhân tu di thánh các cũng không kịp đào tẩu, liền chết ở đây. Tô dịch trầm ngâm, đột nhiên, nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng chiến đấu chém giết như có như không, con người tô dịch hơi co lại, lộ ra một mảng kinh ngạc, vậy mà còn có người dành ở phía trước đến hẳn nhất thời không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển ngự lưu độn không thuật, lao về phía xa, lướt qua quần thể phần mộ rậm rạp kia, đi tiếp về phía trước, là một mảng thiên địa u ám âm trầm, trên bầu trời, lẳng lặng lơ lửng tinh hài rậm rạp. Sương mù máu nồng đậm như thác nước từ chỗ cực cao bay xuống, màu đỏ tươi yêu dị, đây là một cảnh tượng cực quỷ dị, làm người ta kìm lòng không được nhớ tới, trên không đỉnh tu di sơn kia bao phủ sương mù màu máu cùng với vô số tinh hài yên lặng lơ lửng kia chẳng qua tôi dịch vẫn có thể phát hiện sự khác biệt tinh hài lơ lửng ở chỗ cao thế giới trong lòng đất này vô luận số lượng hay là quy mô đều vượt xa bên ngoài nhìn thấy mà trong sương mù máu đó ẩn chứa những luồng tử khí mục nát tuy không có nguy hiểm nếu là xâm nhập trong cơ thể lại sẽ ăn mòn sinh cơ làm bẩn thần hồn ước chừng nửa khắc đồng hồ sau tôi dịch rốt cuộc thấy rõ Cánh cửa màu đen nối tiếp trời đất nơi cực xa kia, rõ ràng là một cánh cửa không gian, do lực lượng không gian tối nghĩa thâm trầm xây dựng thành. Phần đáy cánh cửa màu đen, có một cánh cổng đồng xanh cao chính trượng, cánh cổng đồng xanh nhắm chặt, khảm ở trên cánh cửa không gian, trên đó khắc vô số đồ đẳng đạo văn thần bí huyền ảo, lấy không gian kết giới ngăn cách bên ngoài, đúc cánh cửa phong cấm, bố cục bực này, dù là hoàng giả đến đây, nếu không hiểu thấu bí quyết của lực lượng phong cấm, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây tôi dịch như có chút suy nghĩ sau đó ánh mắt hắn dời đi nhìn về phía nơi cách một cánh cổng đồng xanh kia không xa nơi đó là một tòa đàn tràng cỡ lớn phạm vi nghìn trường lúc này đang có một cuộc đại chiến kịch liệt trình diễn ở trong đàn tràng một ông lão áo bào trắng mũ cao đai rộng cùng một trung niên áo màu máu cùng nhau liên thủ đang kịch liệt chém giết với một thanh linh kiếm đây là một hồi chiến đấu cực hung hiểm hiếm thấy tôi dịch liếc một cái liền nhìn ra ông lão áo bào trắng cùng trung niên áo màu máu kia, đều là nguyên thần cấp bậc linh tướng cảnh đại viên mãn, nguyên thần pháp tướng kiên cố như thật, cực kỳ cường đại đáng sợ, vượt xa hạng người tầm thường. Ông lão áo bào trắng thao túng một thanh linh kiếm trắng như tuyết, trình độ kiếm đạo cực cao thâm, dù quyết đấu với nhân vật linh tướng cảnh, cũng đủ để chiếm thượng phong. Trung niên áo màu máu hai tay đều cầm một thanh đoạn kích màu đen, vì thế hung hãn, không kém gì ông lão áo bào trắng, dựa theo tô dịch phán đoán, lấy thực lực hai nguyên thần linh tướng cảnh này, đủ để vững vàng áp chế hoàng thiếu du yêu nghiệt cổ đại vừa phá cảnh hóa linh cảnh bực này một bậc. Không thể nghi ngờ, hai nguyên thần này đều rất có lai lịch, chẳng qua, thật sự khiến tô dịch cảm thấy hứng thú, là đối thủ của hai người này, đó là một thanh linh kiếm loan lỗ vết kỹ, dài ba thước hai tấc, toàn thân hiện ra một loại màu thiên thanh mờ mịt, kiếm này uốn lượng như điện, uy thế cực thịnh, nhẹ nhàng đảo qua, liên nhất lên kiếm quan chói mắt khiếp người, Kiếm quang như băng tuyết màu xanh, lạnh lùng lấp lánh, chiếu khắp càng khôn, cho dù đối chiến cùng hai nguyên thần cấp bậc linh tướng cảnh đại viên mãn, vẫn không rơi vào thế yếu, nhưng Tô Dịch lại chú ý tới, mặt ngoài kiếm này có không ít vết nứt, hơn nửa loang lỗ vết gỉ, dính một ít màu máu không thể rút đi, làm những gỉ đồng màu xanh kia trên thân kiếm cũng bày ra một loại màu đỏ tươi nhàn nhạt, xa xa nhìn qua, kiếm này cực cổ xưa, lắng động khí tức năm tháng, thân kiếm màu thiên thanh vết gỉ đỏ bừng tuy có vết nứt nhưng uy thế vẫn cường đại làm lòng người run sợ thanh kiếm này không tệ nha tôi dịch không khỏi kinh ngạc thân là kiếm tu hắn sao có thể nhìn không ra thanh kiếm này là thần dị cỡ nào có thể nói đây vẫn là thanh cổ kiếm đầu tiên từ khi hắn tiến vào đại hạ đến nay chứng kiến được có thể xưng là đỉnh cấp kiếm này vô luận chất liệu hay là thủ đoạn luyện chế hoặc là thân kiếm tràn ngập loại linh tính độc đáo kia đều có điểm đáng khen duy nhất làm người ta tiếc nuối có lẽ chính là kiếm này có tì vết thân kiếm tàn phá nghiêm trọng nếu không uy lực của nó xa không chỉ như vậy khen. bỗng nhiên một tiếng đau ngân lên vang vọng hầu như cùng lúc một đao khí màu bạc như giải lụa hiện ra chém tới tô dịch bên này tô dịch sừng sững tại chỗ bất động ánh mắt không một chút gợn sóng ầm uhm. một đạo đao khí màu bạc này chém xuống ở trước người hắn ba thước vạch ra một khe hở thẳng tắp đao khí nhỏ vụn khuếch tán, thổi bộ áo bào xanh của tô dịch bay phất phới, trong khói bụi lan tỏa, một thanh âm khiếp người như đao phong lạnh buốt vang lên, dám vượt qua giới hạn này, nhất định chém đầu ngươi. Tô dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng tối ngoài đàn tràn nghìn trượng, một nam tử áo bào đen đứng đó, hắn bóng người cao gầy, mái tóc dài rậm rối tung như cỏ, khuôn mặt giống như không có màu máu, hiện ra một loại khí tức ốm yếu, kinh linh chân, một yêu nghiệt cổ đại đến từ phần dương giáo tính tình lạnh nhạt quái go hắn ở giới tu hành đại hạ tuy yên lặng vô danh nhưng ở trong giới yêu nghiệt cổ đại lại là nhân vật cực kỳ dữ dằn sớm ở lúc tiến đến tu di tiên đảo tô dịch đã từng thấy đối phương cũng từ trong miệng ông cửu biết được ba người kinh linh chân hiến kinh vân mặc tinh triết tuy chưa tham gia lan đài pháp hội nhưng đạo hạnh cùng thiên phú của ba người này lại người nào cũng cường đại khi ánh mắt tô dịch nhìn qua Kinh linh chân lạnh nhạt như băng, khiếp người như lưỡi đao, đưa tay ở cổ chậm rãi làm một cái động tác chém đầu, uy hiếp không chút nào che giấu. Tô dịch không nổi giận, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn nhìn ra được, kinh linh chân nhân vật đỉnh cấp trong yêu nghiệt cổ đại này đã bước vào trong hóa linh cảnh, có lẽ chính bởi vì như thế, tư thái của hắn mới sẽ cường thế cùng sắc bén, khí thế bức người như vậy, đột nhiên, lại là một tiếng cười trong trẻo vang lên, không ngờ, trừ ta cùng kinh huynh, Tô Đạo Hữu lại sẽ là người đầu tiên đến nơi đây. Nơi xa, một bên khác của đàn tràng thật lớn kia, một bóng người đi ra. Đây là một thanh niên làn da màu đồng, mặt mày hào sản, tóc dài rối tung, hắn mặc áo bào màu mực, lưng đeo hộp kiếm, một đôi mắt sáng ngời như sao, giơ tay nhấc chân, lộ ra một luồng khí tức sắc bén ngông cuồng, yến kinh vân. Một yêu nghiệt cổ đại đến từ thiên cơ đạo môn, kẻ đứng đầu thiên hạ đạo môn, luận nội tình, xuất thân và thực lực, người này hoàn toàn không kém gì Hoàng Thiếu Du, tặng một nhân vật đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại bực này, có danh xưng kiếm cùng. Tô Dịch tuy chưa từng để ý đám yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương đại kia, nhưng trí nhớ của hắn cũng không kém, tự nhiên nhớ rõ Yến Kinh Vân. Hắn còn nhớ, lúc trước ở trên Thiên Mang Sơn, khi lần đầu tiên gặp mặt, Yến Kinh Vân chủ động chào hỏi với mình, tự xưng một gã kiếm tư, thậm chí, Yến Kinh Vân còn từng rất hứng thú tỏ vẻ, mong có cơ hội có thể luận bàn một chút với mình ở trên kiếm đạo đương nhiên lúc ấy tô dịch từ chối nói thẳng yến kinh vân không đủ tư cách lúc ấy sắc mặt yến kinh vân rõ ràng có chút khó coi nhưng vẫn chưa nói cái gì mà lần này khi gặp lại yến kinh vân đối phương giống với kinh linh chân đã bước vào trong hóa linh cảnh trên đời này chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều tô dịch thuận miệng nói yến kinh vân không khỏi cười lên nói tô đạo hữu vẫn là kiêu ngạo cùng tự tin như trước đây dừng một chút ánh mắt hắn mang theo một tia trêu tức nói chỉ là không biết tô đạo hữu cho rằng yến mổ hôm nay có tư cách chỉ điểm đôi chút cho ngươi ở trên kiếm đạo hay không tràn ngập hương vị trêu chọc loại tư thái này rất giống với lý hàn đăng lúc trước ở sau khi cảnh giới bước vào hóa linh cảnh làm hắn lúc đối mặt tô dịch nghiễm nhiên có một loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống lúc trước kinh linh chân có gan cách không vung đao vạch một đường ở trước người tô dịch ba thước cũng mở lời uy hiếp tô dịch không thể nghi ngờ cũng là như thế hiển nhiên ở trong lòng bọn họ lấy tu vi hóa linh cảnh lại đối mặt tô dịch nhân vật cấp bậc nguyên đạo bực này trên lệch cỡ đó đúng như cách biệt người và trời tô dịch nghiêm túc nhìn kỹ yến kinh vân một phen nói làm người chớ tự mình đa tình ở trên kiếm đạo cũng là như thế yến kinh vân hắn tự nhiên nghe ra Ý ở ngoài lời trong đoạn lời này của tô dịch chính là, bằng ngươi. Cũng xứng, loại kinh miệt nhẹ nhàng bân quơ toát ra đó, khiến Yến Kinh Vân cũng không khỏi kinh ngạc, kẻ này thật không biết cái gì gọi là trên lệch giữa linh đạo cùng nguyên đạo lớn bao nhiêu. Sau đó, Yến Kinh Vân lắc đầu bật cười, nói, Huệ cô bất tri xuân thu, ít ngồi đáy giếng, loại tranh đấu miệng lưỡi này, không khỏi nhàm chán, một bộ dáng rộng lượng lười so đo với tô dịch. Sau đó, Yến Kinh Vân chỉ chiến đấu trong đàn tràng nghìn trượng kia, nói, Tô Đạo Hữu cũng thấy rồi, ngươi đã tới muộn một bước, cơ duyên nơi đây, đã bị ta cùng Kinh Huynh nhầm vào, giữa chúng ta không oán không thù, ta không hy vọng ngươi làm ra một ít chuyện ngu xuẩn, nói xong, ánh mắt hắn dời đi, nhìn về phía vết đao trên mặt đất trước người Tô Dịch Ba Thước, chậm rãi nói, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời Kinh Huynh, chớ vượt qua đường này, nếu không, không đợi nói xong, chỉ thấy tô dịch gật đầu nói, được, cho các ngươi đến trước. Yến Kinh Vân ngẩn ra, như không ngờ, lấy tính tình kiêu ngạo đó của tô dịch, sao có thể sản khoái chịu thua cùng thoái nhượng như vậy. Sau đó, như vui mừng khen, tô đạo hữu quả nhiên là người thông minh. Một bên khác, Kinh Linh chân trầm mặt ít lời, vẫn lạnh như băng thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng lên tiếng. Thẳng đến lúc nhìn thấy tô dịch tỏ thái độ thoái nhượng, ở sâu trong mắt Kinh Linh chân cũng không khỏi nổi lên một tia kinh thường, xoay đầu đi, nhìn về phía chiến đấu trong đạo trường, tô đạo hữu có thể đến ở trước người khác, trong tay nghĩ hẳn cũng nắm giữ bí bảo tránh né lực lượng ám cổ chi cấm nhỉ. Yến Kinh Vân chợt hỏi, tô dịch vẻ mặt không dao động nói, lực lượng ám cổ chi cấm bao trùm ở trên tu di sơn đã tiêu tán, con ngươi Yến Kinh Vân co rụt lại, kinh ngạc nói, một khi đã như vậy, vì sao chỉ một mình ngươi tiến đến? Tô dịch nói, nơi đây quá mức hung hiểm, bọn họ lựa chọn dừng lại, mới là quyết đoán sáng suốt nhất yến kinh vân bật cười một tiếng nói tô đạo hữu không sợ chết tôi dịch hỏi ngược lại các ngươi là đến khi nào yến kinh vân một vẻ mặt sớm đoán được ngươi sẽ hỏi như thế mỉm cười nói ta giống với kinh huynh ở ngày thứ năm đến tu di tiên đảo liền bước vào trong hóa linh cảnh ở sáng sớm ngày thứ bảy ta cùng kinh huynh liên thủ xâm nhập trong tu di sơn này đến bây giờ đã được năm ngày Tô dịch gật gật đầu nói thì ra là thế, xem ra các ngươi sớm từ lúc tiến đến đã có điều hiểu biết đối với tình huống trên Tu Di Sơn làm đủ chuẩn bị trước. Yến Kinh Vân cười mà không nói, ánh mắt tô dịch nhìn phía chiến đấu trong đàn tràng nơi xa, nói: đáng tiếc các ngươi đến sớm nữa, nhất định cũng là phí công nụ cười của Yến Kinh Vân biến mất. Như mày nói, tô đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch nói: thanh kiếm đó không phải các ngươi có thể hàng phục vừa dứt lời chiến đấu trên đàn tràng chợt xảy ra biến cố, Ken, Đạo kiếm loan lỗ vết kỹ màu xanh nhất lên cơn mưa ánh sáng kiếm khí chói mắt lấp lánh, áp bách bóng người ông lão áo bào trắng cùng nam tử áo màu máu lão đảo lui về, đến cuối cùng, càng bị chấn động từ trong đàn tràng kia hung hăng bay ngược đi, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, tỏ ra rất chật vật, đáng chết. Lại thất bại rồi. Ông lão áo bào trắng sắc mặt âm trầm, kinh ngạc giận dữ đang xen. Nam tử áo màu máu cắn chặt răng, tuy chưa từng nói cái gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Trong đàn tràng, đạo kiếm màu xanh xoay vù vù, chợt ở giữa không trung lập tức bất động, giống như yên lặng ở đó, chưa ra đuổi giết, cho người ta cảm giác, kiếm này giống như đang trấn thủ đàn tràng kia, không cho phép người ngoài xâm nhập. Thấy vậy, tô dịch chưa nói gì thêm, sắc mặt Yến Kinh Vân lại trở nên có chút khó coi. Sư thúc tổ, ngài không có việc gì chứ. Yến Kinh Vân tiến lên, tới trước người ông lão áo bào trắng, không có việc gì. Ông lão áo bào trắng lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ có chút bất đắc dĩ, cây thanh đô kiếm này, chính là bội kiếm của tu di yêu hoàng viên ma thiên, tuy sớm đã tàn phá nghiêm trọng, nhưng linh tính cùng uy lực cỡ đó, vẫn như cũ quá mức cường thịnh. Thanh đô kiếm, tô dịch lộ ra một tia giật mình, thì ra đạo kiếm loan lỗ vết kỹ gì, là thanh đô kiếm có danh xưng thế như thanh hồng, khả tài thiên đô cách không được tàn phá như thế, uy lực vẫn khó lường. Một thanh bội kiếm do tu di yêu hoàng tự tay luyện chế, phẩm tướng, chất liệu cùng uy lực của nó, tự nhiên xa không phải đạo kiếm bình thường có thể so sánh. Lực lượng của thanh kiếm này đã sắp hao hết, nếu không phải nó có thể điều khiển lực lượng bao trùm trên một cánh cửa phong cấm kia, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nam tử áo bào màu máu hừ lạnh, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía tô dịch, nói, kẻ này là ai? Kinh Linh chân giọng điệu lạnh nhạt nói, một nhân vật không quan trọng lắm. Nam tử áo bào màu máu nhíu mày nói, đã như thế, vì sao không giết? Nguyên thần vị linh tướng cảnh đại viên mãn này, đằng đằng sát khí, Kinh Linh chân nói, một tiểu nhân vật mà thôi, sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Sai, Tô Đạo Hữu không phải là tiểu nhân vật, Yến Kinh Vân cao giọng mở miệng, ở trong cấp bậc nguyên đạo của thiên hạ hiện nay, chiến lực của Tô Đạo Hữu, tuyệt đối có thể xưng vô song, Mạnh như Hoàng Thiếu Du, cũng không phải đối thủ của hắn, ông lão áo bào trắng cùng nam tử áo màu máu đều không khỏi động dung. Hoàng Thiếu Du hậu duệ ma tộc hoàng thị mạnh bao nhiêu, bọn họ đều rất rõ, thiếu niên kia nơi xa lại có thể đánh bại Hoàng Thiếu Du, sao có thể là hạng người tầm thường, hơn nữa, đương kim hạ hoàng cũng cực coi trọng Tô đạo hữu, không có gì bất ngờ, khi Tô đạo hữu đặt chân hóa linh cảnh, tuyệt đối sẽ trở thành một tồn tại khó lường. Kiến Kinh Vân vui lòng ca ngợi, Nói xong, hắn mỉm cười với Tô Dịch nơi xa, ánh mắt ý vị sâu xa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô đạo hữu có cơ hội sống sót rời khỏi nơi này, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý tới những lời nói trong bông có kim này, nói, các ngươi còn muốn tiếp tục đi thử hay không? Mọi người ngẩn ra, Yến Kinh Vân nhíu mày nói, Tô đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch thuận miệng nói, lúc trước ta đã cho các ngươi cơ hội đi hàng phục kiếm này, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi không làm được vậy nên đến lượt ta ra tay rồi. Lời này vừa nói ra, Yến Kinh Vân thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình, nói, chỉ bằng ngươi. Muốn đi hàng phục thanh đô đạo kiếm. Kinh Linh chân thì vẻ mặt lạnh như băng nói, ta nói, dám vượt qua đường kia, nhất định chém đầu ngươi. Ông lão áo bào trắng buồn cười nói, mà thôi, để hắn đi thử một chút cũng không sao. Tô dịch không để ý tới những điều này, trực tiếp cất bước, bước về phía một tòa đàn tràng nghìn trượng nơi xa, khen. Ánh mắt kinh linh, chân rút đau, khí cơ toàn thân mãnh liệt, sát khí lạnh lẽo như băng, giống như muốn ra tay để cho hắn đi. Nam tử áo màu máu mở miệng, ánh mắt nhìn về phía tô dịch như nhìn một người đi chịu chết. Năm ngày qua, bọn họ dùng hết thủ đoạn, thử không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ cũng chưa từng hàng phục được thanh đô đạo kiếm kia. Bây giờ một nhân vật tụ tinh cảnh lại không biết tự lượng sức mình muốn đi hàng phục kiếm này, cái đó và chịu chết có gì khác nhau? Kinh Linh Chân yên lặng thu hồi chiến đạo, kiềm chế sát khí trong lòng. Cũng đúng, một nhân vật sớm bị mình bỏ lại ở sau người, hắn đã tự đi chịu chết, tạo điều kiện cho hắn là được. Mắt thấy bóng người tô dịch tới gần một tòa đàn tràng kia, Yến Kinh Vân không khỏi mở miệng nói, tô đạo hữu, đừng trách Yến Mổ chưa nhắc nhở ngươi, lúc trước ta và Kinh Huynh cùng nhau liên thủ, cũng xa không phải đối thủ của thanh đô đạo kiếm kia, dù là hai vị tiền bối của chúng ta, cũng chỉ có thể dằn co cùng kiếm này. Ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực, còn có đường sống, nếu không nghe khuyên bảo. Nói đến đây, hắn thở dài nói, trên đời này sợ là lại sẽ tổn thất một nhân vật đứng đầu. Nhìn như là nhắc nhở, thực ra là trêu chọc cùng chế nhạo, trước đàn tràng, tô dịch dừng bước, đưa lưng về phía mọi người, nói, quy lực của kiếm này, quả thực cực kỳ mạnh, đáng tiếc, nó không đành lòng các ngươi chịu chết, mới lần lượt ngăn cản bọn ngươi ở bên ngoài, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đều âm trầm, tô dịch, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Yến Kinh Vân có chút âm trầm, tô dịch khẽ thở dài, nói các ngươi cũng không hiểu, thanh âm còn đang phiêu đảng, hắn cất bước đi lên đàn tràng, Ken Một cái chớp mắt này, thanh đô đạo kiếm yên lặng lơ lửng xa xa nở rộ hào quang chói mắt, nhấc lên kiếm khí trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết, lao lên ngang trời, Yến Kinh Vân, Kinh Linh Chân. Ông lão áo bào trắng cùng nam tử áo màu máu đều bất chấp nghĩ cái khác, ánh mắt nhìn chầm chầm thanh đô đạo kiếm, vù. Thanh đô đạo kiếm giống như một giải cầu vồng, kiếm khí màu xanh chói mắt lấp lánh, hầu như hoàn toàn bao phủ đàn tràng nghìn trượng kia. Khi thấy một màn như vậy, trong lòng đám người Yến Kinh Vân cũng rùng mình, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một màn tanh máu tô dịch bị một kiếm chém giết tại chỗ. Bọn họ quá rõ kiếm này khủng bố, đó là tồn tại linh tướng cảnh đỉnh cao nhất, cũng nhất định không thể chống lại hắn, huống chi vẻn vẹn một nhân vật tụ tinh cảnh cùng lúc đó vẻ mặt tô dịch như giếng cổ không gợn sóng tay phải tùy ý vươn ra trong miệng khẽ nói vật nhỏ cho ngươi một cơ hội tự mình lựa chọn khi nói chuyện ánh mắt tô dịch xa xa nhìn về phía thanh đô đạo kiếm một kiếm thế mênh mang vô ngần to lớn vô lượng xuyên thấu qua thần niệm tô dịch tập trung thanh đô đạo kiếm một cái chớp mắt này trình độ kiếm đạo của tô dịch hiển lộ hết thậm chí khiến cửu ngục kiếm yên tĩnh bất động trong thần hồn sinh ra một tia run rẩy như đang cộng hưởng, khen. Trên bầu trời, thanh đô đạo kiếm loan lỗ vết kỹ phát ra tiếng kiếm ngân vang réo rắc, nở rộ thần quang, ánh sáng dân trào như thủy triều, rực rỡ như ánh bình minh, chói mắt đến mức tận cùng, kẻ này xong rồi. Thấy một màn này, đám người yến kinh vân hít vào khí lạnh, giờ khắc này thanh đô đạo kiếm uy thế cường thịnh, làm bọn họ ở xa nhìn, cũng có cảm giác hít thở không thông. Kiếm kia quá sắc bén, khủng bố vô cùng, làm lông tóc bọn họ dựng cả lên. Ông lão áo bào trắng cùng nam tử áo màu máu càng khẽ biến sắc, bọn họ ý thức được. Nếu đổi làm vừa rồi khi bọn họ chém giết với thanh đô đạo kiếm, chỉ bằng kiếm uy bực này, cũng đủ để làm bọn họ bị thương nặng. Mà kiếm uy bực này, lại nào phải tô dịch tụ tinh cảnh có thể ngăn cản? Vù, liền thấy, thanh đô đạo kiếm trên bầu trời trực tiếp giống như cầu vòng từ trên trời giáng xuống, lao về phía tô dịch, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt đám người Yến Kinh Vân động lại, ngay ra ở đó, ở trong tầm nhìn của bọn họ, tô dịch vẫn đứng ở nơi đó, không tổn hao gì, mà thanh đô đạo kiếm kia chém về phía tô dịch, lại giống như chim én về tổ, đầu tiên là vui thích vòng quanh tô dịch bay vài vòng, sau đó mũi kiếm hướng ra ngoài, chui kiếm đảo ngược, rơi và bàn tay phải o tô dịch vu ông ra. Kiếm quan thanh lạnh cùng kiếm uy khủng bố như băng tuyết đầy trời lặng yên tiêu tán từ đây không khí chợt tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Yến Kinh Vân trợn mắt tròn xoe, hai nắm tay lặng yên siết chặt, cái này. Sao có thể? Lúc trước, hắn còn từng trêu chọc cùng chế nhạo, coi hành động của tô dịch không khác gì chịu chết, lại chưa từng nghĩ, một màn không thể tưởng tượng xảy ra trước mắt, khiến hắn cũng có cảm giác ngây dại, con người kinh linh chân co rút lại, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, tô dịch vốn bị coi là nhất định phải chết không thể nghi ngờ, chẳng những chưa bị thương, thậm chí chỉ đứng ở đó, đã khiến thanh đô đạo kiếm ngoan ngoãn đưa đến trong tay. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, ông lão áo bào trắng cùng nam tử áo màu máu nhìn nhau, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng đều kịch liệt bốc lên không thôi. Hai người cũng bị một màn này kinh động, vừa nghĩ đến trước đó bọn họ còn tuyên bố, tô dịch hành vi này là chịu chết, trên mặt liền nóng rác khó chịu, như bị trúng một cái tác. Cái này quả thực quá mức đánh mặt người ta, không có chiến đấu, không có khúc chiết, tô dịch tùy ý đứng, thanh đô đạo kiếm liền chủ động cúi đầu thần phục, trong đàn tràng, ánh mắt tô dịch nổi lên một tia vui mừng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đô đạo kiếm, nói khẽ, ngươi vật nhỏ này thật ra cũng thông minh, nếu đổi làm trước kia, ngươi dù cầu ta, cũng tuyệt đối không đạt được một cơ hội có thể theo ta tu hành như vậy, thanh đô đạo kiếm rung nhẹ nhẹ, như vui sướng cùng cao hứng, tô dịch. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên tiếng của Yến Kinh Vân. Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Yến Kinh Vân sắc mặt lúc sáng lúc tối, nói: "Ngươi là như thế nào làm được?" Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, đặt ở trên thân Thanh Đô Đạo kiếm trong tay hắn, vẻ mặt kẻ nào cũng khó coi. Trong thời gian 5 ngày trước đó, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, hao hết tâm tư, thử hàng phục Thanh Đô Đạo kiếm này không biết bao nhiêu lần, đến nay cũng chưa từng thành công. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch một thiếu niên tụ tinh cảnh chỉ đi lên trên đàn tràng kia, thế mà lại trực tiếp được thanh đô đạo kiếm tán thành, chủ động quy thuận. Sự tương phản này cũng quá lớn, làm bọn họ buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, sắc mặt lại nào có thể dễ coi được. Có lẽ, thanh đạo kiếm này cảm thấy, chỉ có tô mổ, mới đủ khiến nó thần phục nhỉ. Tô dịch thản nhiên mở miệng, ngươi đây là đang nói, chúng ta đều không đủ tư cách. Yến Kinh Vân nhíu mày, sự thật quả thực như thế, tức giận cũng vô dụng. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía một cánh cửa đồng xanh đóng chặt nơi xa, cảm thụ được khí tức Thanh Đô Đạo kiếm trong tay, hắn đã rõ, kiếm này là chìa khóa mở ra cánh cửa này. Chỉ có đạt được nó, mới có thể dễ dàng tiến vào trong đó, nếu không, dù là hoàng giả đến đây, cũng tất nhiên sẽ bị ngăn cản bên ngoài, không thể tiến vào. Lúc này, nam tử áo màu máu đột nhiên trầm giọng mở miệng, "Người trẻ tuổi, nếu ngươi nguyện giao ra Thanh Đô Đạo kiếm trong tay, ta có thể cam đoan, đợi sau khi tiến vào cánh cửa phong cấm kia, cơ duyên đoạt được cũng chia ngươi một phần. Nếu không, hôm nay nơi đây, sợ là sẽ có thêm một nấm mộ, giọng nói âm lạnh, sát khí lạnh lẽo khiếp người. Lời này vừa nói ra, ba người Yến Kinh Vân, ông lão áo bào trắng, Kinh Linh Chân đều mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch, bọn họ tự nhiên không cam lòng thanh đô đạo kiếm bị tô dịch cướp đi, đây là muốn cướp. Tô dịch hỏi, tranh đoạt cơ duyên, xưa nay đã như vậy, Kiếm này bây giờ bị ngươi đoạt được, không nhất định cuối cùng sẽ thuộc về ngươi." Nam tử áo màu máu lạnh lùng nói, "Huống chi, nếu không phải trước đó chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại nào có thể có cơ hội làm kiếm này nhận chủ." Tô Dịch cười lên, ánh mắt đảo qua đám người Yến Kinh Vân, nói, "Sớm đã biết, các ngươi sẽ không cam tâm dừng tay ở đây." Chẳng qua, hắn giơ lên thanh đô cổ kiếm trong tay, nói, "Trước đó các ngươi đã không ngăn được kiếm này, bây giờ không lo lắng ta dựa vào kiếm này giết các ngươi." Lúc này, ông lão áo bào trắng không khỏi cười nói, "Tiểu tử, chớ nói chuyện giật gân, lúc trước chúng ta giao thủ nhiều lần với kiếm này, sao có thể không biết, kiếm này tổn hại nghiêm trọng, lực lượng đã sớm sắp hao hết, một khi rời khỏi tòa đàn tràng kia, kiếm này liền không thể mượn lực lượng cánh cửa phong cấm nữa." Dưới tình huống bực này, ngươi nếu cho rằng hàng phục kiếm này thì có thể uy hiếp đến chúng ta, thì nghĩ lệch lạc quá trong thanh âm tràn đầy kinh thường. Tô dịch, tình huống trước mắt ngươi cũng thấy rồi, chỉ có hợp tác với chúng ta, không chỉ có thể sống sót, còn có thể ở trong hành động kế tiếp được chia một ít tạo hóa, nếu cứng đầu, nhất định sẽ khó giữ được tính mạng. Yến Kinh Vân vẻ mặt thành khẩn, nghiêm túc nói, nghe ta khuyên một câu, thu tay lại đi, chớ tự lầm lỡ. Các ngươi sai rồi, dù là không mượn lực lượng cánh cửa phong cấm kia, tô mổ muốn giết các ngươi, cũng không có gì khác với giết gà giết chó. Tô dịch để một tay sau lưng, một tay cầm thanh đô đạo kiếm, từ trong đàn tràng đi ra, nói, nếu không tin, có thể lại đây thử xem. Mọi người đều bất ngờ, hoàn toàn không ngờ, tô dịch lại thật sự dám rời khỏi tòa đàn tràng kia. Như vậy, thanh đô đạo kiếm trong tay hắn, sẽ không có khả năng mượn được lực lượng của cánh cửa phong cấm nữa, cũng nhất định khó có thể uy hiếp đến bọn họ nữa. Hành động bực này, hoàn toàn không khác gì ngu xuẩn, dẫn tới, bọn Yến Kinh Vân đều có cảm giác khó có thể tin, kẻ này. Sao có thể cuồng vọng vô tri đến bực này? Giết gà giết chó. Ta thấy ngươi là tự mình muốn chết. Thanh âm kinh linh chân lạnh như băng, ra tay đầu tiên, bá. Bóng người cao gầy của hắn nhanh như tia chớp, bóng người còn ở giữa không trung, đã rút đao ra khỏi vỏ, chém một đao về phía tô dịch, một đao mà thôi, ánh sáng bạc thổi quét đầy trời, thế như ngân hà vũ cửu thiên, đao thế cường thịnh, kinh thiên động địa, ầm. Tô dịch nâng tay, thanh đô đạo kiếm ngang trời, nhấc lên dòng sông ánh sáng lấp lánh, ngăn trở một đao đánh tới trước mặt, sau đó hắn xoay cổ tay, thân kiếm loan lỗ vết kỹ kia của thanh đô đạo kiếm đột nhiên nở rộ thần uy to lớn, lấy áo nghĩa đại ngũ hành trấn vực kiếm chém ra, âm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ngũ hành kiếm sơn ngang trời trấn áp xuống, con người kinh linh chân co rụt lại, chợt phát ra tiếng quát to, chiến đao trong tay nhấc lên đao khí màu bạc cuồng bạo giống như cơn bão ầm ầm thổi quét ngân quan chi tuyền đây là tuyệt chiêu của kinh linh chân nhưng chỉ một cái chớp mắt chỉ thấy dưới ngũ hành kiếm sơn áp bách đao khí như cơn bão màu bạc kia chợt ầm ầm nổ tung tan vỡ như tờ giấy hóa thành dòng chảy hỗn loạn khuếch tán đầy trời ngay sau đó bóng người kinh linh chân gặp phải trấn áp đáng sợ không chịu khống chế hung hăng đập xuống đất trầm một tiếng quỳ mọp ở trước người tô dịch một kiếm trấn áp kinh linh chân một màn bẻ gãy nghiền nát đó, khiến đám người Yến Kinh Vân đều thiếu chút nữa kinh ngạc rất cầm, một nhân vật tụ tinh cảnh, sao có thể thoải mái như thế trấn áp kinh linh chân tồn tại hóa linh cảnh bực này, cần biết, kinh linh chân vốn là nhân vật đỉnh cao nhất trong yêu nghiệt cổ đại, hắn sau khi bước vào hóa linh cảnh, thực lực cỡ đó xa không phải các hóa linh cảnh thế hệ trước đương thời có thể so sánh. Nhưng bây giờ, kinh linh chân lại ở dưới một kiếm, quỳ mọc trên mặt đất thế này bảo ai có thể không sợ hãi. Dù là bản thân kinh linh chân, cũng thiếu chút nữa ngây dại, sau khi lấy lại tinh thần, cảm giác sỉ nhục vô tận dâng lên ở trong lòng, khiến khuôn mặt hắn xanh mét, trợn mắt muốn nứt, ra. Kinh linh chân trống to, lực lượng toàn thân dân trào, huyết khí như thiêu đốt, rõ ràng vận dụng bí thuật cực đáng sợ nào đó, nhưng ở dưới đại ngũ hành trấn vực kiếm trấn áp, tất cả giải dụ của hắn đều tỏ ra vô lực như vậy bảo vật phòng ngự đeo trên toàn thân đều theo đó nổ tung. Đến cuối cùng, thân thể hắn cũng bị áp bách đến mặt đất, da thịt toàn thân nứt nẻ, xương khớp phát ra tiếng ma sát đè ép như không chịu nổi gánh nặng, muốn chết. Nam tử áo màu máu tức giận, không chút do dự ra tay, ầm. Bóng người hắn lao ngang trời, mang theo ánh sáng màu máu ngập trời, vỗ một chưởng về phía tô dịch. Nam tử áo màu máu này tuy là nguyên thần cấp bậc linh tướng cảnh đại viên mãn, nhưng uy thế cùng lực lượng cỡ đó, lại khủng bố không cùng, xa ở trên kinh linh chân, miệng tô dịch quát ra nét mỉa mai, lúc trước hắn một mình đối mặt bọn hoàng thiếu du chính vị tồn tại hóa linh cảnh cùng nhau thi triển đòn sát thủ, cũng chưa từng nhíu mày một cái, huống chi là bây giờ. Căn bản không chần chờ, tô dịch vung kiếm đâm ra, vù. Thanh đô đạo kiếm mang theo một mảng thanh quan vô cùng lấp lánh, cứng đối cứng với nó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí thế như trẻ tre, đánh tan một chưởng của nam tử áo màu máu, làm bóng người nam tử áo màu máu cũng chợt bị kìm hãm, không thể tiến thêm, lại nhìn Tô Dịch, bóng người cao ngất hơi nhoáng lên một cái, khí huyết toàn thân bốc lên, hết tập 83.